Đời game thủ kẹt cút mấy năm vẫn còn chưa đủ. Cũng lâu lắm rồi chơi tới khuya vẫn còn chưa ngủ. Nhìn đi chơi nhìn ăn uống có thể do mình mập. Bị may mắn là phải nhịn bị chơi toàn tập. Lên mạng bị chửi cũng phải nhịn nha. Biết mình biết nó không nhịn ta. Chơi game ức chế là do mạng lắc. Chốt lại một câu nhịn thì nhịn đừng nhịn đa ta. Đăng ký ngay gói data Việt theo nhân 5 lần lưu lượng giá không đổi. Thoải mái lướt web không giới hạn. Trọn gói lưu lượng hết lưu lượng tốc độ cao. Truy cập tốc độ thường. Nhịn gì thì nhịn đừng nhịn data. Theo truyền thuyết kể rằng Tô Ngộ Không được sinh ra từ một hòn đá. Nó đã học được thiên biến vạn hóa và võ công hậu quyền. 72 phép thần thông vô biên thêm trường sinh bất lão. Nó không muốn thấy bầy đàn của nó phải chết. Cuộc sống vui vẻ ở Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Nó được gọi là Mỹ Hầu Vương. Nhảy lên phía trên có căn đậu vân. Một vòng người và tấm ngang dặm. Xuống Long Hải Đông Vương đi mượn định hải tầng trăm. Nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Phật 500 năm. Nó đã chống 10 vạn thiên binh tất cả thiên vương nhị lan thần. Ăn quả đầu tiên cả thuốc trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân. Đại náo thiên cung biết làm sao đây. Na Tra cũng đến rồi tất cả đã bao vây. Phong đường ta đọc kinh đúng gặp thầy là phải quỳ xuống. Thịt kinh gặp nạn yêu quái gây ra bao nghiệp chướng. Hậu tông bấy lâu cùng Ngô Năng và Ngô Tịnh. Đồ đệ tử Bạch Long cũng đưa thầy đi lấy kinh. Có bao nhiêu kiếp nạn các thầy trò đều trải qua hết. Con đường xa vẫn dặm có lòng thành sẽ có hồi kết. Đầu chiến thắng Phật Ngô không ngồi đây. Không còn tháng ngày Ngô bằng đào nhây. Tề thiên đại thánh ta từng đại náo. Đường xa chẳng hại kinh đã trao tay. Tề thiên đại thánh đâu chiến thắng Phật. Cầm gậy như ý đánh sấp mặt. Đây, không còn tháng ngày, không bằng nào nhây. Tề thiên